Em tên là gì nhỉ? Em tên là Dung. Hôm nay Dung muốn làm gì đây? Em muốn cắt ngắn cái phần tóc khô gãy này với cả tóc ngắn khoảng tầm ôm một À, hôm nay mong muốn của em là em muốn cắt hẳn lên đến ngang cằm này đúng không? chút. Ôm vào Vâng, ngang cằm thay này. đổi một chút Ừ, thay đổi một chút đúng không? Không thay đổi nhiều chút đấy. Anh sẽ cắt cho em dáng tóc bốp, bốp hiện đại. Nó ôm hết vào mặt này. Nó rất là đẹp. Và em có thể sử dụng là em có thể vén nước tai nhé. Vén tai nhìn rất xinh luôn, rất hiện đại. Nhà Dung có gần đây không? em cũng khá là gần. Ừ, nhà em ở khu vực nào? Bạn Phúc ạ. Ừ, Vạn Phúc đúng không? Ok, anh bắt đầu anh làm cho Dung luôn nhé. Ừ. As a threat.